mày đùa đi. Thì mày đùa hả? Không, bây giờ mình thi chơi trò người cá cứu bồ. Trời ơi. Chơi trò người cá cứu bồ nha các bạn. Cá cứu bồ hả? Người cá cứu bồ là người cá cứu bạn á. Rồi nha. Cái trò này nha, một người cá sẽ bị. Sao bạn kia bạn bị gì vậy? Ủa bạn ôm mẹ hả Tuấn? Rồi. Nè, trò này là một người cá sẽ bị. Tuấn đếm 1, 2, 3 là các bạn người cá khác cùng bơi túa ra, có thể bơi khắp cái hồ bơi này luôn. Để đi tìm bạn đó hả? Nhưng mà không được lên bờ. Đó mà. Có thể bơi lên chỗ trên bãi cát trên này cũng được, tại chỗ nào có nước là bơi được. Hiểu không? Chỗ bên kia hồ không biết bơi mà được luôn. Đúng rồi. Ờ vậy sao em đây làm gì? Chỉ ở trong phạm vi hồ bơi này thôi. Rồi, thí dụ như mà Luna bị đi, em đụng vô bạn này. Rồi em muốn đặt bạn này ở chỗ nào em đặt, mà miễn trong nước thôi. Các bạn người cá khác phải để ý canh để giải cứu cho bạn người cá này. Là bạn không được chạy ra ngoài đúng không? Đúng rồi bạn. Thí dụ em đặt bạn ở đây thì bạn được quyền bơi trong phạm vi 1 mét thôi. Bơi qua bơi lại trong phạm vi 1 mét trong khoảng này. Bạn mà chạy ra ngoài thì sao? Chạy ra ngoài thì bạn thua. Bạn ấy bị. Rồi được rồi đó. Không, em được quyền bơi qua bơi lại trong vòng 1 mét. Đó, em thì em cứ đứng yên. Nhưng ơi, họ đuôi kìa. Bây giờ hỏi lại mấy em hiểu rõ trò chơi chưa? Làm chính rồi. Các bạn người cá khác phải tìm cách cứu bạn nghe chưa? Ok. Nếu mà không cứu bạn mà để cho cái bạn cuối cùng mà bị bắt á, là bạn cuối cùng thua. Trò này sẽ giới hạn thời gian chơi trong vòng 5 phút, 10 phút, 15 phút. Mấy em muốn mấy phút? Được, 25 phút. Chơi em chơi. Chơi em chơi nữa đi. Ok. Bị bắt chưa? Ok, bị chưa? Dạ. Rồi, trò này chơi trong vòng 25 phút nha. Chị nhiều. Rồi. Em. Bạn Luna đi vô trong sát cái vách tường này. Chúng ta bơi ra đây. Đúng rồi, đúng. Đúng rồi, định mọi người chạy đi ra đó. Đúng rồi. Ra đây đếm. Bạn Y Lăng đâu rồi? Trò này em bị á. Luna. Em bị mà em vô sát vách tường đi. Phải cách xa mấy bạn ra 10 mét. Rồi mấy bạn đi trốn. Ơ sao em bị? Trò chơi bơi khắp cái hồ bơi này được luôn. Nhưng mà không được lên bờ. Tại ơi tôi bị đây. Tại tôi lớn trong đây mà. Trò chơi này Tion sẽ bị. Nhớ nha. Rồi tôi chuẩn bị nha. Trò chơi này sẽ giúp các em tập được tính quan sát nè, nhanh nhẹn nè, và dẻo dai, sức bền nè, và khỏe mạnh nữa. Trò chơi này phát triển được rất nhiều yếu tố tốt cho người cá. Các em phải tập quan tâm lẫn nhau nha, quan sát bạn bè nha, giải cứu bạn bè nha. Nếu mà không hỗ trợ cứu được bạn bè thì cái người cuối họ sẽ bị. Rồi bây giờ tôi bị nè, mấy em đụng vô tôi mấy em bị luôn giờ. Trốn đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi bắt đầu đi kiếm bắt trong vòng 25 phút. Mấy người cá trốn đâu hết rồi, nhìn không ra luôn. Trời ơi lặn hết luôn rồi hả? Rồi xí được em một người cá này rồi, đi theo Tion. Tion qua bên đây đặt em bên vị trí này. Tự em chui vô tay Tion luôn vậy? Hay quá vậy. Rồi em qua đây. Tion mà đặt em ở đâu là em ở yên đó nha. Em để ý có bạn nào bơi qua thì em nói là cứu mình với, mình bị rồi hay gì đó, em kêu mấy bạn cứu em nha. Mấy bạn đụng em thì em mới được chạy nha. Nha. Rồi anh đặt em ở đây, em bơi vòng vòng ở chỗ này đi, anh đi tìm mấy bạn khác anh bắt. Chơi cái trò người cá cứu bồ này là các bạn bắt được người cá nào thì đem người cá ấy ra giữ mồi các người cá khác. Rồi bạn canh me rình bắt trong phạm vi thời gian cho phép. Nếu lố thời gian quy định mà vẫn chưa bắt được người cá cuối cùng thì bạn sẽ thua cuộc. Đặc biệt bạn nào có khả năng lặn được càng lâu càng xa sẽ có lợi thế về trò chơi này. Tion cũng muốn các bạn chơi trò này thường để gia tăng nín thở lâu trong nước, nhanh nhẹn hơn nữa. Những trò chơi Tion tạo ra đều là siêu có lợi cho việc tiến hóa thành tiên cá của các bạn.
Khi sức khỏe đã đạt đến mức cực đại thì bạn ăn uống sao cũng được, miễn không có hóa chất. Không còn muốn ăn thịt động vật nữa, nghĩa là không còn thèm muốn dục vọng. Giúp phát sinh trí tuệ, làm chủ được hơi thở, thân tâm ý của mình. Còn việc chơi cùng các bạn người cá khác cũng là cách lành mạnh, sẽ làm các giới hạnh của bạn cũng tăng trưởng theo. Có được tư cách phẩm hạnh tốt thì dễ dàng hướng đến sự thiền định, giải thoát linh hồn. Một khả năng mà tất cả người cá là đệ tử của Tiêu Ôn đều sẽ làm được. Các em sẽ thấy thời gian và không gian không còn giới hạn với mình nữa. Một giờ ở cõi dục bằng 5.000 năm ở cõi tiên. Tất cả thế giới đều mở ra chào đón các em. Muốn đến nơi nào thì chỉ cần nghĩ và thiền định là đến được nơi đó. Cõi Chúa Phật, Thánh Thần, Atula, Địa Ngục, không còn gì có thể cản trở được các em. Trở thành tiên cá đều sẽ làm được như thế. Còn người thế gian này mê muội không tỉnh ngộ, vì tuệ năng của họ yếu kém, chấp mê bất ngộ quá nhiều. Phần lớn là do không có điều kiện để phát triển sức khỏe, giới hạnh, trí tuệ và sự thiền định của mình. Sức khỏe càng nhiều thì các em mới đi được càng xa. Ma quỷ sẽ bị các em thuần phục, chư thiên sẽ bảo vệ các em, ý chí các em điều khiển ý chí muôn loài. Đó là điều các em sẽ được Tiêu Ôn dạy và tập luyện trong suốt thời gian Tiêu Ôn còn ở thế giới này. Vì Tiêu Ôn thức tỉnh, tự giác, tự tha, không có sự hỗ trợ, làm tốn quá nhiều năng lượng sống. Tiêu Ôn phải đi hết 3.800 thế giới, tổn hao rất nhiều nguyên khí, rồi phải dùng khí công để chữa bệnh cho các loài vật. Nên Tiêu Ôn có thể ra đi bất cứ lúc nào. Kiến thức về vũ trụ của Tiêu Ôn là bao la, nói suốt 1 tỷ năm ánh sáng cũng không thể hết được. Chỉ có thể truyền cho các em cách làm chủ thân tâm ý, kiểm soát được thời gian không gian thì tự các em lãnh ngộ nhé. Nên đừng nghĩ các bài dạy của Tiêu Ôn chỉ là trò chơi trẻ em. 500 bài hát thiếu nhi có thể là bộ tạng kinh vi diệu của các chư Phật, thì 500 trò chơi bơi lội của tiên cá cũng có thể là pháp môn giải thoát cho các em khỏi mọi nỗi khổ đau. Ma vương, quỷ vương tái sanh ngày càng nhiều ở thế giới này, chúng muốn dẫn các em đi địa ngục, nhưng Tiêu Ôn không thể cho chúng làm như vậy. Cám dỗ người thường thì dễ, nhưng muốn cám dỗ tiên cá sao? Vậy thì chỉ còn có cách là đi theo Tiêu Ôn làm người cá để cùng tiến hóa thành tiên cá. Em bị đụng rồi. Anh đụng được bạn Luna rồi, bạn ấy bỏ đi đâu rồi? Luna rồi. Anh mà đụng bạn nào là bạn đó phải bơi theo anh, rồi anh mới cài vị trí cho ở yên chỗ đó. Ok. Rồi em phải bơi theo anh đi. Ê, em không được leo lên lưng anh nha. Bơi theo Tiêu Ôn. Ê Luna, em bị đụng rồi, em phải bơi theo Tiêu Ôn chứ. Đúng rồi. Rồi bạn Y Lan biết chơi chưa? Chưa. Vô. Có mấy bạn kia rồi đó. Rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ anh cài đặt mấy em ở đây. Có ai có cô thôi không? Anh cho tụi em một cái đồ đi. Không, mấy em ở đây rồi, mấy em tự đứng nước, bơi trong phạm vi 1 mét. Không được bạn cuối cùng thì Tiêu Ôn vẫn tiếp tục bị. Bạn cuối cùng đâu? Hai con cá đằng kia à. Oh,
các bạn đi. Hồng Như ơi, em giải cứu cho các bạn hết luôn á hả? Em mạnh vậy hả? Thôi rồi, em bị luôn rồi. Anh đã túm được em. Mời em vô, bắt được. Hay quá ha. Mình em mà dám giải cứu cho hết đàn cá anh cực khổ bắt 20 phút nha. Hay quá mà. Cực khổ bắt nãy giờ 20 phút. Giờ còn có 2 phút sao tôi bắt hết cái đám cá đó. Muốn cho tôi bị tiếp hả? À, sao em ác với tôi quá vậy? Để người ta bắt hết đi. Bắt thả hết cá của tôi rồi. Chết tôi rồi. Trò chơi kết thúc rồi các bạn ơi.